bạn là sinh viên mới ra trường, chưa nắm được quy trình làm kế toán trong công ty xây dựng. Hay, bạn đang làm trái ngành, muốn chuyển sang lĩnh vực kế toán. Hoặc, chỉ đơn giản muốn mở rộng, nâng cao kiến thức để tăng thu nhập từ ngành dịch vụ kế toán. Thì khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu chính là dành cho bạn. Với giải pháp 4 tối ưu thời gian, tối ưu kết quả học tập, tối ưu trải nghiệm, học như đi làm thực tế, tối ưu chi phí, sử dụng khóa học trọn đời. Hiểu được nhu cầu và mong muốn, cũng như lo lắng của các bạn, trung tâm đã xây dựng lộ trình khóa học thực tế như đi làm cho những bạn chưa biết gì. Khóa học được chia ra theo hai nội dung chính. Nội dung đầu tiên, các bạn sẽ được học từ nguyên lý kế toán, nắm được chắc hệ thống tài khoản, cho đến tính chất, kết cấu của từng tài khoản và đi kèm sẽ là các bài tập thực hành để giúp học viên thành thạo nghiệp vụ nhanh nhất và là nền tảng để học viên chuyển sang nội dung thứ hai của khóa học, nhận diện xử lý hóa đơn chứng từ thực tế tại công ty xây dựng. Bao gồm phần đầu kỳ, hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, học viên sẽ được tìm hiểu về hợp đồng xây dựng, quy trình đấu thầu, bóc tách dự toán, hướng dẫn hạch toán các hóa đơn, chứng từ tại đơn vị, kinh nghiệm xử lý những phát sinh thường gặp trong mảng xây dựng, phân tích các khoản doanh thu tương ứng với các chi phí bỏ ra sao cho phù hợp. Và cuối kỳ là tính giá thành, nghiệm thu cho từng công trình, kê khai đối chiếu xử lý số liệu trước khi lên báo cáo tài chính. Khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu tại Kế Toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng ưu việt không thể thiếu của lớp học nhóm online là do Meeting, nền tảng học trực tuyến, độc quyền tại Kế Toán Việt Hưng. Tiếp theo là các mục hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các phần mềm kế toán dưới dạng video. Và để thuận tiện cho quá trình học, thì mục Checklist sẽ hỗ trợ học viên tích chọn những nội dung đã được học. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến ngành xây dựng, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ các bạn giải đáp nghiệp vụ chuyên môn trọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, hiểu rõ kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế Toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, bạn sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học xây dựng dành cho người mới bắt đầu là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay tại ketoanviethung.vn để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé. Kế Toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.